Vâng, tranh thủ buổi chiều tối ngày hôm nay thì em quay cho bác lên hình cho bác cái lô đẩy. Lô đẩy tổng cộng em về 40 con nhá, đây em bày ở ngoài vì hôm nay vệ sinh không chợt tối rồi cất gọn vào kia em sẽ quay cho anh em tổng lô này. Thì từ giờ đến Tết ý, thì còn có khoảng gần 2 tháng nữa thôi các bác ạ. Thì Hiếu Minh cũng chuẩn bị từ trước rồi, là rất nhiều các lô đẩy, lô loa là em đã tích kho. Và đến ngày hôm nay em sẽ liên tục ra những cái clip mà xả cho anh em tất cả các lô đẩy bãi tại đơn vị lô đáp ứng tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Và trước mắt các bác đây là con đẩy đến từ thương hiệu của Mỹ, Batiwa. Một công suất với công suất là 600W một kênh, đánh được tốt. Một cặp 30 thêm cặp 25 hoặc hai cặp bắt 25 hoặc một cặp bắt 40 các bác nhá. Batiwa B650. Đấy. Sụ mạch class của nó là mạch class D các bác nhá. Đấy. Class D. Có class H. Cái dòng này tiếng rất là hay luôn các bạn. Tiếng bát nó sâu. Bát nó sâu, tiếng tép nó tơi, sáng, lực, mạnh mẽ. Rồi cho anh đoạn nhạc nào. Các bác ngủ nghe ba thể loại nhạc thì mình test luôn các bác nghe. Ba thử lại nhạc cho anh với. Như vậy thì một con đẩy nó ngoài cái độ trong sạch nó ra, trong sạch sáng ra rồi thì cái lấy lại cái giải bát nó rất quan trọng. Thì trên bộ dàn cái giải bát rất quan trọng và cái con đẩy đáp ứng tất cả các tiêu chí đấy. Ta đang tìm cách quên người, rất trong sạch. Phải cố quên người, dù có tim ngu si vẫn muốn đợi nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Dòng này thì tiếng rất là hay, nghe nhạc cũng hay không nhé. Karaoke tuyệt vời. Quên người, phải cố quên người, dù con tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh. Từng chiều qua buồn tanh, có khi tim luôn hỏi đến người, vẫn trong mong mơ ước ngày mai sẽ có anh. Tim ơi mình hãy quên người, phải cố quên người, dù ta đây bao đêm vẫn ôm niềm đau. Chẳng là biển xanh trời cao, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau. Hôm qua con tim hỏi ta làm sao u buồn, sao tôi nhớ mong người tình bé nhỏ. Tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người, xin cho ngôi ngoài tháng năm mình vắng nhau. Đừng nhớ đến tiếng nói vẫn đang còn vang trong đầu, quên đi đôi môi nhớ xưa môi tìm mối. Quên đi tim ơi hai ta hãy cố quên người, dẫu suốt cuộc đời này ta chẳng khi nào quên. Ông vẫn chưa quên. Ok thế thôi, kết hai đoạn nhạc thôi vì trời tối rồi. Thì báo cáo bác có cùng nghe thưởng thức thực tế Hiếu Minh trực chiến quay trực tiếp. Ở đây là cái lô đẩy em về, ở đây kém mất cái ốc đây rồi. Cô gà nãy cho anh nghe Thái này. Dòng này tiếng rất là hay rồi. À quên, chưa báo giá các bác. Một con đẩy này hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán cho anh em với mức giá là 3.200.000 đồng trên một chiếc. Cùng là mẫu đen này, anh em đang bán trên thị trường gửi rơi khoảng 4.2 triệu. Thì Hiếu Minh bán là 3.2 triệu, các bác tham khảo thoải mái. Con đẩy công suất 650W một kênh, cực kỳ khỏe các bác nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn, nguồn đồng nữa. Riêng đối đẩy bãi bên em bán ấy
các bác mở xem thoải mái, mở nghĩa là mở lắp xem thoải mái nhá. Hàng bao zin bao xịt bảo hành 6 tháng cho anh em. Đấy. Nói chung đẹp lắm các bạn, rồi đẹp. Đấy, những cái này là em xịt bụi rồi. Đấy, xịt bụi đây thì quen tổng lô đây. Không giấu riêng bác chứ không phải vài con, em nói nó một là một. Đây con này là công suất lớn hơn này. À không phải, con này 650W. Đây con này 850W này. Nhà nó này được có 4 5 con thôi em bán, hôm nay em ghép dàn mấy con mấy bộ dàn cũng hết rồi, con 800W này. Kiểu này dọn này. Đây cả trong này nữa này. Được chưa? Và trả lời để em đợi hôm nay gửi bán thợ này. Anh em lấy thợ 15 con một. Đây trong này này. Đấy em nói là tổng lô em về 40 con mà. Nhà rất nhiều lô đẩy. Đẩy bên trong này, lô này em cũng trả dấu giếng bác, em quay với bác luôn. Em tích từ trước rồi, nhiều đẩy lắm. Quay nhá hình tí rồi phân tích các bạn, 3,2 triệu một em. Đấy, riêng đây này, đẩy em chất chồng đây này. Cả trong nhà em nữa nhá. Riêng chỗ này nó rơi khoảng độ là khoảng 150 con đẩy. À đâu gần 200 con đấy. Đây, đây những cái lô này chưa quảng cáo đến thành em nhá. Chạy dọc bên trong chưa quảng cáo đâu. Tích từ trước rồi. Ở nhà Hiếu mình còn hơn 100 con nữa, tổng lô là được có hơn 300 con thôi. Mà từ dần Tết thì có 60 ngày. Thì cứ quảng cáo là dọn đến đâu quảng cáo đến đấy. Tại vì nó liên quan là phải dọn dẹp các bạn, để bãi để dọn. Đây hàng thanh lý này bác này. Hàng thanh lý mới thâu này, mấy con này lỗi vặt này, mai bán rẻ cho anh em. Hàng thanh lý này, hàng thanh lý này. Thâu khách này, lại thâu khách một chồng nữa. Hôm nay đổi các nhiều lắm, bận, Hiếu Minh bận lắm. Thì lô đẩy ngày hôm nay thì em Hiếu Minh quay cũng là review đó thẳng đến anh em. Một dòng đẩy chất lượng. Đấy. Tiếng rất là hay. Tiếng rất là hay luôn. Một dòng đẩy thương hiệu của Mỹ. Nghiêng lên cho anh ấy béo. Béo béo béo, nghiêng lên cho anh ấy. Nghiêng lên. Cái dòng này thì đánh rất là lành luôn nhá. Cực kỳ lành luôn. Cái này là anh em dọn vệ sinh là bỏ bông ra. Thì mai em sẽ gắn bông giải cho bác nhé. Bông chắn ở dưới. Để con này còn bông đi, bỏ dễ. Tí nát nó bông sau. Đây. Khi bỏ vệ sinh là phải nhấc cái bông này ra này. Nhấc bông ra đấy, để vệ sinh bụi. Đằng trước này trước chắn bụi này. Đấy. Con Batigua 650 với công suất 600W một kênh, giá 3,2 triệu đồng. Sử dụng mạch mạch class H không nhá, mạch class H, chính xác mạch class H hơn. Mạch class H. Không đẩy được. Đây phần đậy đậy của nó này. Đây có ốc rồi, nghiêng lên đậy được, vậy bỏ cái điều thôi rồi nát hộp nát mất này. Nguồn đồng sử dụng tụ, bác đừng nhìn vào phần ít tụ. Những dòng riêng của mạch này nó sử dụng mô phép khuếch đại. Cái thứ hai nữa là nghiêng lên phần tụ anh xem này. Tụ có chỉ số vôn rất là lớn luôn nhá. Mở tối nhỉ. Bây giờ có đèn không? Đấy. Bác nhìn chưa? Chỉ vôn và mi-a-ba rất là lớn luôn. Cái thứ hai nữa là khi một con đẩy bình thường bác mua trên trường đa số ở phân khúc bây giờ các bác mua thôi. Thì bác mua thì đa số những cái con đẩy gọi là hàng OEM hay hàng đặt tên thì giá nó lanh quanh với công suất 600W này cũng phải rơi vào độ 5,5 triệu. 6 triệu thì anh em mua con đẩy bãi thì giá nó êm hơn rất nhiều. Nhưng được cái linh kiện con này nó sẽ chất lượng hơn so với những con đẩy OEM thị trường luôn nhá. Đấy, từ cái phần dây dẫn này, từ các phần tụ hóa này, từ các linh kiện này sáng loạn. Đấy. Coi đời bao nhiêu xoay đằng sau. Đây xoay đằng sau đi. Xoay đằng sau xem nào. Được. Con này không để đời. Này. Tín hiệu ra là lưu check con nhá. Điều ra lưu trích con nhé. Thực sự luôn tiếng rất là hay. Những dòng này thì không phải quay, chỉ quay mạch thôi là các bác biết rồi. Kể anh em thợ có lên xem là cũng biết rồi. Thì vì số lượng em về nhiều em cũng có bán cả giá thợ cho anh em nhé. Quay thôi, quay mạch thôi là biết rồi. Những dòng mạch gọi là mạch tiếng nó không hay thị trường gồm mạch class AB tiếng sẽ trầm nhiều hơn. Những bác nào lấy tiếng sạch sẽ, sáng, trong trẻo thì bác lấy mạch class H, class TD, cái D thì tiếng nó sẽ trong trẻo sáng sạch sẽ. Còn những dòng mà nó thêm về trầm như là kể cả bass nó nhiều thì nó hơi đục một tí thì mình lấy mạch class AB. Thường người này class AB ấy, thì thường sẽ là đánh trên những dòng súp thôi. Súp hoặc là những dòng loa nó bị thiếu giải trầm. Thì riêng dòng này thì nó đáp ứng cho bác cả giải phần giải trầm cũng như là cái phần giải chép của nó tiếng sáng tơi chi tiết. Thì vừa rồi Hiếu Minh quay chi tiết đến các bác người nô đẩy nghiêng lên cho anh cái. Thành cái thành nghiêng lên cho tôi đấy, à nên cho anh đấy.
Lô đẩy Batigua 650 công suất 600W kênh đánh được tốt một cặp 40 đơn hoặc hai cặp gọi là tối đa là hai cặp bắt 30, không thì các bác đánh đẹp ở đây là một cặp 30 thêm cặp 25 hoặc hai cặp bắt 25 các nhá. Và những con đẩy này nó sẽ khác với những con đẩy trôi nổi thị trường hay những con đẩy OEM thị trường là công suất nó là công suất đủ các nhá, đủ là đủ, bụng của 600W thôi mà bác nhìn nguồn nó to này rồi. Nguồn nó rất là to, nguồn này nó phải rơi khoảng độ là 17 rồi 18 nhá, nguồn to nó bằng nắp luôn. Đấy. Nguồn rất là to. Đấy. Nhiều khi các anh em mua con đẩy thị trường ấy, con đẩy tầm khi 1000W mới nguồn nó cũng chỉ bằng con này thôi. 18 đúng không? Đấy, nguồn 18 này. Kịch là 18 nhau nhá. Nguồn 18. Như em nói cả bác mở những con đẩy mà các bác ra tầm 8-9W nữa. Gọi là 900W hay 1000W hay 1100W đi thì nguồn nó chỉ bằng con này thôi. Trừ khi em có 1500W thì nó khác hẳn thôi. Còn tầm độ 8-900W 1000W mà anh em đặt trên những con đẩy mở hàng OEM thị trường thì nguồn nó chỉ còn con này thôi. Những con đẩy bãi tại sao những nhiều bạn cũng chuộng, nhưng mà đặc thù hàng bãi thì cái giá nó êm. Giá nó êm. Và cái thứ hai nữa là tôi cũng phải chấp nhận là hàng bãi thì bây giờ với các sản phẩm hàng bãi thì ở đây là sản phẩm bác chấp nhận cái hình thức của nó cũ hơn một chút thì bác chấp nhận đấy, còn hàng bãi không nhá, cũ hơn như hàng dùng rồi thì những con đẩy sẽ đạt được khoảng 85-90% theo yêu cầu nhá, hình thức cho anh em chơi. Điều này mình quay trực tiếp tại kho ở Miro với các mẫu đẩy, và sắp tới mình sẽ có chương trình bán tặng loạt các mẫu đẩy và loa, anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ đơn vị ở Miro nhé. Và xin chào tạm biệt nhá.